Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự Nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Trước ông Trương Quốc Cường, có cán bộ cấp cao nào sai phạm bị kỷ luật buộc thôi việc? Kính thưa quý vị, theo tiến sĩ Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, hình thức kỷ luật buộc thôi việc là mức cao nhất trong các hình thức kỷ luật hành chính để xử lý đối với cán bộ công chức mắc vi phạm. Khuyết điểm: đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc. Chức danh thứ trưởng là công chức trong cơ quan bộ do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nên thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính là Thủ tướng. Trường hợp ông Trương Quốc Cường đang bị xử lý hình sự trong vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh thành phố khác và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế. Hiện tại, vụ án này đã đến giai đoạn truy tố. Ông Trương Quốc Cường bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, ông Trương Quốc Cường thời điểm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao, thiếu giám sát, kiểm tra, kiểm soát, hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định. Từ đó, ông Trương Quốc Cường đã đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc, trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp dẫn đến hậu quả 6/7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 được nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam, với trị giá hơn 148 tỷ đồng. Quá trình truy tố, ông Trương Quốc Cường đã ăn năn hối hận và nộp 1,8 tỷ đồng để khắc phục một phần hậu quả thiệt hại do hành vi không đình chỉ lưu hành thuốc, không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ra. Trước ông Trương Quốc Cường đã có cán bộ cấp cao, đương chức bị xử lý hình sự và bị xử lý kỷ luật đảng bằng hình thức khai trừ, như trường hợp ông Đinh La Thăng, cựu Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Trương Minh Tuấn, cựu Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Hai trường hợp nêu trên, thời điểm bị xử lý hình sự chỉ giữ chức vụ trong đảng, không giữ chức vụ bên chính quyền, nên sau khi họ bị khai trừ khỏi đảng, việc xử lý kỷ luật là xong. Cũng có các trường hợp nguyên là cán bộ lãnh đạo bị xử lý hình sự và bị kỷ luật đảng bằng hình thức khai trừ. Sau đó, bên chính quyền đã thi hành kỷ luật họ bằng hình thức xóa tư cách, như trường hợp ông Nguyễn Văn Hiến bị xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Bắc Son bị xóa tư cách Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2011-2016. Như vậy, có thể thấy thời gian qua, cán bộ cấp thứ trưởng hoặc tương đương bị xử lý kỷ luật về đảng bằng hình thức khai trừ và kỷ luật về chính quyền bằng hình thức buộc thôi việc như ông Trương Quốc Cường rất hiếm gặp. Vào cuối năm 2021, có một trường hợp cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo ở tỉnh bị kỷ luật hành chính bằng hình thức buộc thôi việc. Đó là ông Đào Quang Vinh, cựu chánh thanh tra tỉnh Lào Cai. Ông này đã sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học không hợp pháp. Ông Vinh bị xử lý kỷ luật hành chính trước, sau đó ông bị ban thư ký thi hành kỷ luật về đảng bằng hình thức khai trừ. Loạt cán bộ bị kỷ luật vì trợ giúp Phan Sào Nam được tha tù trước hạn. Kính thưa quý vị, theo bản án phúc thẩm đầu năm 2019, Phan Sào Nam bị tuyên 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Quá trình Nam thi hành án, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành hai quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tổng cộng 22 tháng 7 ngày, cho bị án Phan Sào Nam. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị hai quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù không có căn cứ, và đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, theo hướng hủy hai bản án trên. Về phần Phan Sào Nam, sau khi được tha tù trước hạn, anh ta được Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Bản đồ số IMAP ký hợp đồng lao động, bổ nhiệm chức giám đốc phát triển dự án với mức lương 30 triệu đồng. Trong khi Phan Sào Nam đang nỗ lực thi hành án phần dân sự, thì Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm để xem xét kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao liên quan đến quyết định tha tù trước hạn đối với Nam. Hội đồng xét xử giám đốc thẩm đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện Kiểm sát, tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam. Quyết định giám đốc thẩm cũng tuyên Phan Sào Nam phải chấp hành bản án trở lại. Loạt cán bộ bị kỷ luật. Liên quan đến vụ việc Phan Sào Nam được tha tù trước hạn, hàng loạt cán bộ cũng bị kỷ luật. Hồi tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong việc xét quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân Phan Sào Nam tại trại giam Quảng Ninh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Cán sự Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, một số ủy viên Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo và cán bộ Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, vi phạm các quy chế làm việc của tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân tỉnh, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm,
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo trong việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam khi không đủ điều kiện. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo các ông bà Hoàng Văn Tiền, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Phạm Thị Hương Giang, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Nguyễn Trí Chinh, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thúy Hằng, Chánh án Tòa dân sự và Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Mới đây nhất, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Thọ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Đại tá Đào Văn Lý, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh. Ông Đào Văn Lý đã trực tiếp chỉ đạo ông Hoàng Phương Nam, Phó trưởng phòng, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh, xác minh, soạn thảo hai giấy xác nhận lập công cho phạm nhân Phan Sào Nam sai sự thật. Trực tiếp ký hai giấy xác nhận để xác nhận việc lập công cho phạm nhân Phan Sào Nam sai sự thật. Tỉnh ủy Phú Thọ cũng quyết định kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Thượng tá Hoàng Phương Nam. Thượng tá Nam bị cho đã thiếu trách nhiệm, nhận sự chỉ đạo của ông Đào Văn Lý trực tiếp xác minh việc lập công của phạm nhân Phan Sào Nam sai sự thật. Trực tiếp soạn thảo hai giấy xác nhận trình ông Đào Văn Lý ký xác nhận việc lập công cho phạm nhân Phan Sào Nam sai sự thật. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Thọ kỷ luật cảnh cáo đối với Đại tá Nguyễn Văn Trường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Ông Trường đã chỉ đạo cán bộ ký, ghi nhận xét, xếp loại tốt và trực tiếp hướng dẫn phạm nhân Phan Sào Nam, viết đơn trình bày có nội dung không đúng thực tế. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Thọ còn kỷ luật cảnh cáo đối với Thượng tá Thạch Văn Thắng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám thị trại giam Công an tỉnh Phú Thọ. Ông Thắng đã trực tiếp ký nhận xét đối với phạm nhân Phan Sào Nam không đúng thực tế, sai sự thật, vi phạm quy định của Bộ Công an, vi phạm quy định số 47 về những điều đảng viên không được làm. Phó Thủ tướng để cây xăng đóng cửa là trách nhiệm của Bộ Công Thương. Kính thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ trách nhiệm trong điều hành xăng dầu của Bộ Công Thương khi để một số cửa hàng dừng bán xăng. Ngày 10 tháng 2, Văn phòng Chính phủ ban hành kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp đảm bảo cung ứng xăng dầu cách đây 2 ngày. Theo Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, xăng dầu là mặt hàng chiến lược, nhạy cảm, dễ ảnh hưởng tới tâm lý người dân và tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô. Do đó, mặt hàng này phải được quản lý điều tiết khoa học, chặt chẽ. Các công cụ cơ chế chính sách quản lý thị trường này đã được Chính phủ ban hành, giao Bộ Công Thương thẩm quyền chủ động, điều hành. Tuy nhiên, hiện tượng nhiều cây xăng nghỉ bán, treo biển hết hàng tại một số địa phương vừa qua, Phó Thủ tướng đánh giá là trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành của cơ quan này. Bộ Công Thương cần chủ động bám sát tình hình sát sao hơn để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm không để thiếu hụt xăng dầu phục vụ sản xuất, đời sống. Kết luận của Phó Thủ tướng nêu, ông yêu cầu Bộ Công Thương đảm bảo cung ứng đủ xăng dầu cho nền kinh tế. Cơ quan này cũng cần kiểm tra, thanh tra ngay với các đơn vị cung ứng, phân phối xăng dầu. Các cửa hàng đóng cửa dừng hoạt động để xử lý hành vi găm hàng trục lợi. Với các đơn vị sản xuất, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo có kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết, sát thực tiễn, cân đối nguồn xăng dầu nhập khẩu và sản xuất trong nước. Liên Bộ Tài chính Công Thương ra soát quy định về thuế, phí tính toán lại chi phí kinh doanh, lợi nhuận định mức trong công thức tính giá cơ sở để phù hợp tình hình thực tế. Việc này nhằm đảm bảo tính đúng, đủ, hài hòa lợi ích doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, người tiêu dùng và đơn vị sử dụng xăng dầu. Việc nhiều cây xăng tại một số tỉnh thành phía Nam như An Giang, Long An, Cà Mau, Sóc Trăng v.v. treo biển nghỉ bán hoặc bán nhỏ giọt diễn ra đồng loạt sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Nhiều nguyên nhân khiến tình trạng này diễn ra được lý giải. Tại cuộc họp ngày 9 tháng 2 về cung ứng xăng dầu, Bộ Công Thương cho biết có tình trạng một số doanh nghiệp hạn chế bán hàng ra để chờ tăng giá nên đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm. Bộ đã chỉ đạo để điều phối nguồn hàng như đề nghị Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý nhà máy lọc dầu Trung Quốc, cung cấp hàng cho Công ty Nam Sông Hậu để cung ứng hàng cho Cần Thơ, yêu cầu Sài Gòn Petro cung cấp hàng cho một số đơn vị để bổ sung nguồn ở Hậu Giang và Cần Thơ. Bị cáo Lê Chí Thành xin giảm nhẹ hình phạt. Kính thưa quý vị, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức vừa chuyển hồ sơ vụ Lê Chí Thành, sinh năm 1983 tại Vĩnh Phúc, chống người thi hành công vụ lên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thụ lý giải quyết phúc thẩm. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức tuyên phạt Thành 2 năm tù, sau đó bị cáo này kháng cáo vì cho rằng mức án đã tuyên là quá nặng so với hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ ngày 20 tháng 3 năm 2021, Thành lái ô tô vi phạm giao thông,
nên bị tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc dừng xe kiểm tra. Lúc này nam bị cáo xuất trình giấy phép lái xe, đăng kiểm bản photo nên không được chấp nhận. Cơ quan tố tụng xác định Thành vi phạm các lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, không xuất trình giấy tờ tùy thân khi được yêu cầu, không có giấy đăng ký xe nên quyết định tạm giữ ô tô. Thành không đồng ý, khi xe cậu đến đưa ô tô vi phạm về trụ sở, người này ngồi trước đầu xe của mình cản trở, sự việc kéo dài gần 4 tiếng. Trong khoảng thời gian làm việc với công an, Thành lấy điện thoại livestream phản đối các yêu cầu của lực lượng chức năng và kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin trên. Hành vi của Thành đã xâm phạm đến việc thực hiện nhiệm vụ của những người thi hành công vụ, xâm phạm đến hoạt động của nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực thi hành nhiệm vụ công.